Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta đang ở trong không khí của Giáng sinh, của mùa Giáng sinh. Một trong những điều mà người ta thường thích thú làm trong mùa Giáng sinh đó là gửi thiệp Giáng sinh. Và các thiệp này chúng ta thấy rằng rất là đẹp và chúng ta thường trang trí ở trên cây thông, chúng ta để dưới bệ của lò sưởi và chúng ta trang trí nhà của chúng ta. Mục đích của việc chúng ta gửi những thiệp Giáng sinh cho nhau đó là cách để chúng ta cập nhật đời sống của nhau, hay là chỉ đơn thuần nói với người mà chúng ta muốn gửi đến cho họ tấm thiệp đó là chúng tôi nghĩ đến bạn ở trong năm nay. Ngày nay chúng ta thấy rằng chỉ riêng ở tại Mỹ có hơn 2 tỷ thiệp Giáng sinh với khoảng 3.200 kiểu mẫu và 14 ngôn ngữ khác nhau được truyền tai mỗi năm. Nếu cộng thêm với lại tính chung của con số của thế giới thì chắc chắn là sẽ lớn hơn rất là nhiều. Thiệp Giáng sinh là loại thiệp mà chúng ta thấy rằng hút hàng đặc biệt nhất ở trong những ngày của năm. Thiệp thường được gửi tặng suốt ở trong những ngày Giáng sinh và chúng ta có thể kinh nghiệm được điều này. Chính tay của chúng ta đã từng viết những cái thiệp Giáng sinh. Nhưng anh chị em cũng biết là Đức Chúa Trời cũng đã gửi cái thiệp Giáng sinh đầu tiên cho chúng ta không? Và đặc biệt là Chúa Ngài gửi sớm hơn rất là nhiều. Hàng trăm năm đã có một cái thiệp Chúa gửi ngay từ buổi sáng thế. 4.000 năm trước khi Giáng sinh đầu tiên thì chúng ta thấy rằng Sáng Thế Ký chương 3 câu 15 nói: "Ta sẽ làm cho mày và người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ thù nghịch nhau. Người sẽ dài đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người." Ngay khi loài người của chúng ta sa ngã phạm tội, Đức Chúa Trời Ngài loan báo một giải pháp. Đó là sẽ có một đấng sanh ra, nhưng không theo thường tình của loài người. Đó là sự kết hợp của một người đàn ông, một người đàn bà. Bởi vì nếu như vậy, thì đấng cứu thế này sẽ phải mang dòng máu tội lỗi của tổ phụ. Nhưng Ngài được sanh ra bởi một trinh nữ. Và Chúa Ngài đã báo cái thiệp Giáng sinh đầu tiên đó 4.000 năm trước khi Đức Chúa Giê-xu Ngài nhập thể làm người. 700 năm trước khi Chúa Giê-xu Giáng sinh nhập thể làm người, tiên tri Ê-sai ở trong Ê-sai 7:14 cho chúng ta thấy lời tiên tri: "Vì vậy, chính Chúa sẽ ban cho các ngươi một dấu lạ. Này, một trinh nữ sẽ mang thai, sanh một con trai và đặt tên là Emmanuel." Emmanuel có nghĩa là ở trong một thân thể. Em là viết tắt của chữ Đức Chúa Trời. Mà chúng ta thấy Emmanuel có nghĩa là Đức Chúa Trời ở trong một thân thể con người. Và cũng là Đức Chúa Trời ở trong thân thể con người để ở cùng chúng ta. Thật là một cái thiệp mà chúng ta thấy rằng báo trước cũng như đem lại một cái sự mong đợi cho người Do Thái suốt bao nhiêu thế kỷ trước khi việc đó xảy ra. Một cánh thiệp khác mà Chúa Ngài đã gửi để báo trước về sự Giáng sinh của Đức Chúa Giê-xu nói đến nơi chúng ở trong Mi-chê câu số 2, 1 và 2: "Hỡi Bethlehem Ephphata, ngươi ở trong hàng nghìn Giu-đa là nhỏ lắm, nhưng từ nơi ngươi một đấng cai trị trên Israel sẽ được sanh ra, nguồn gốc của Ngài từ đời xưa, từ trước vô cùng." Và 725 năm trước công nguyên, trước khi Chúa Giê-xu Giáng sinh, thì đế quốc gian ác lúc bấy giờ là đế quốc Assyria chuẩn bị tấn công những người Do Thái, đem lại cái bóng tối và sự hoảng loạn bao trùm ở trên đất nước và xứ sở của người Do Thái. Họ sắp bị giẫm nát từ tứ phía bởi đạo quân hết sức là lớn lao này. Thế nhưng không còn hy vọng nào. Chính ở trong giây phút đó thì thiệp báo về sự ra đời của một con trẻ và một con trai được ban cho loài người của chúng ta, đem lại một niềm hy vọng lớn lao từ đó cho đến ngày hôm nay. Và lời tiên tri đó ở trong Ê-sai 9 từ câu 1 cho đến câu số 7 như sau: "Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy ánh sáng lớn. Những người đang ngồi ở dưới bóng của sự chết nay được ánh sáng chiếu rọi. Chúa đã làm cho dân này gia tăng bội phần và khiến họ tràn ngập niềm vui. Họ sẽ vui mừng trước mặt Chúa như vui mừng trong mùa gặt, như người ta reo vui lúc chia nhau chiến lợi phẩm. Vì Chúa đã bẻ cái ách nặng nề, ngọn roi đánh trên vai của họ và cây gậy của kẻ áp bức họ, như Ngài đã làm trong thời Madian. Tất cả giày dép dùng trong chiến trận và quân phục vấy máu đều sẽ bị thiêu hủy làm mồi cho lửa. Vì một con trẻ được sanh cho chúng ta, một con trai được ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ đặt ở trên vai của Ngài. Danh của Ngài là Đấng Kỳ Diệu, Đấng Cố Vấn,
Đức Chúa Trời quyền năng, Cha đời đời, Chúa bình an. Quyền cai trị của Ngài sẽ cứ tăng mãi và nền hòa bình sẽ vô tận trên ngôi David và trên vương quốc của Ngài, để lập vững và duy trì vương quốc ấy trong công lý và sự công chính từ nay cho đến đời đời. Cảm ơn Chúa. Bóng tối được nói đến ở trong câu 1 đã biến nên sáng đẹp ở trong câu số 3 vì sự ra đời của con trẻ này. Cảm ơn Chúa, tối tăm đã biến trở nên vui mừng. Những động từ này được dùng ở trong thì hoàn thành, có nghĩa là nó chắc chắn sẽ xảy ra như là đã xảy ra rồi. Và cảm ơn Chúa vì bốn danh xưng được nói đến ở tại đây. Và chúng ta thấy đấng kỳ diệu, đấng cố vấn, Đức Chúa Trời quyền năng, Cha đời đời và Chúa bình an. Và sáng hôm nay trong khung cảnh của đời sống của chúng ta đang đối diện trong thời điểm này của lịch sử của nhân loại, chúng ta thấy bóng tối thật bao trùm trên nhiều cuộc đời. Chúng ta thấy nhiều người đang ngồi ở dưới bóng của sự chết. Nhưng tạ ơn Chúa, sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng suy nghĩ về những danh xưng của Chúa, và đặc biệt là danh đầu tiên, để chúng ta có thể biết và mời Chúa Ngài làm đấng hướng dẫn chúng ta trong những giây phút có cần ở trong đời sống của chúng ta. Nhiều người tôi tiếp xúc ở trong những ngày qua nói rằng: Mục sư Khánh ơi, tôi lạc lối, tôi không biết phải làm gì, bởi vì trước mắt thì có nhiều cái sự khó khăn. Nhưng tạ ơn Chúa, Đức Chúa Trời không để chúng ta ở trong những giây phút bối rối khó khăn này một cách tuyệt vọng, vì Ngài đã đến và Ngài có thể là cố vấn kỳ diệu cho chúng ta, để chúng ta có thể bước đi ở trong ơn của Chúa, đặc biệt là dân tộc Việt Nam của chúng ta. Chúng ta vì muốn biết được những ngày tương lai, những biến được những cái sự hướng dẫn, chúng ta chạy đến với cái nguồn từ nơi tối tăm, đó là thầy bói. Chúng ta đến, chúng ta bóc những lá tử vi, chúng ta nhờ những người coi tướng, coi tai để xem chúng ta tương lai của chúng ta như thế nào, đường tình duyên của chúng ta ra sao, vân vân. Và chúng ta biết rằng khi chúng ta mở cửa cho thế giới tối tăm đó, thì chúng nó đã đem lại điều mà Chúa Giêsu đã báo trước. Đó là kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt. Còn ta đến để chiêm ta được sự sống, và được sự sống sung mãn, được sự sống dư dật. Cho nên cho tôi chia sẻ với anh chị em buổi sáng hôm nay một đề tài mà rất gần với tấm lòng của tôi. Vì tôi tin rằng nếu không có công tác này của Chúa, tôi không biết ngày hôm nay tôi ra sao. Quý vị biết chúng tôi rời Việt Nam năm chúng tôi mới có 17 tuổi. Rời gia đình, rời quê hương, đất nước. Và khi chúng tôi đặt chân đến Mỹ này thì mới 18 tuổi. Nhà tôi thì mất cha, mất mẹ, và rời Việt Nam lúc năm 14 tuổi, 15 tuổi. Và khi đến Mỹ này thì cũng không có ai ở bên cạnh, trừ ra một gia đình đã bảo lãnh. Và trong hoàn cảnh như vậy, trong cái cuộc sống như vậy, chúng tôi đến được nơi chốn này trong cuộc đời của chúng tôi trong ngày hôm nay. Không có cha mẹ bên cạnh để giúp đỡ, chia sẻ với mình những kinh nghiệm sống. Cũng không có một cái phương tiện để có thể giúp đỡ, để chúng tôi có thể có được những sự hướng đạo trong đời sống. Nhưng mà điều đặc biệt mà cả hai chúng tôi có, đó là chúng tôi đã thật sự gặp Chúa. Và Ngài đã trở thành đấng cố vấn diệu kỳ trong đời sống của chúng tôi. Cảm ơn Chúa. Thế nhìn lại, chúng tôi cảm ơn Chúa vì giáng trần của Chúa. Và tiên tri Esai, trong Esai chương 9 này, câu 6 này, giới thiệu cho chúng ta những công việc mà con trẻ này đến sẽ thể hiện. Ngài là đấng kỳ diệu, đấng cố vấn, Đức Chúa Trời quyền năng, Cha đời đời và Chúa bình an. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Và chúng tôi cảm ơn Chúa hơn nữa, đó là với những di sản mà Kinh Thánh đã dạy dỗ. Và chúng tôi cũng có một cái di sản cá nhân tôi thì tôi là thế hệ thứ ba của người Tin Lành. Cảm ơn Chúa, những di sản mình đã thu lượm được khi đi nhà thờ từ nhỏ, nó đem lại cho chúng tôi thêm cái sự trang bị, những hành trang để chúng tôi có thể đi trong cuộc đời này. Và ngợi khen Chúa, điều phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho là khi vợ chồng chúng tôi lập gia đình. Thì cảm ơn Chúa, chúng tôi đã lập gia đình gần 40 năm. Và Chúa cho chúng tôi xây dựng một gia đình hạnh phúc, phước hạnh trong ơn của Chúa, và đem lại là một cái nguồn khích lệ cho nhiều người. Anh chị em, với một cái bối cảnh của hai người trẻ không cha không mẹ, ở trong một cái nơi mình chưa bao giờ biết, không nói được thứ ngôn ngữ, mà chúng tôi được như ngày hôm nay, không phải là tôi, nhưng như sứ đồ Phaolô đã nói, tôi hôm nay như thế nào, ấy là nhờ ân điển của Chúa. Nên chúng ta tạ ơn Chúa, và tôi muốn chia sẻ với những gia đình trẻ, với những cuộc đời còn có một tương lai trọn vẹn ở trước mặt của quý vị và các bạn. Hãy mời Chúa Giêsu bước vào đời sống của quý vị. Ngài sẽ là đấng cố vấn kỳ diệu.
Ngài sẽ là Đức Chúa Trời quyền năng khi chúng ta cần một quyền năng can thiệp vào trong đời sống của chúng ta để có thể đem lại phép lạ mà chúng ta cần. Ngài cũng là cha đời đời của chúng ta. Vì tôi nói không có cha mẹ ở bên cạnh. Tôi nhớ những cái ngày mà chúng tôi ở tại quan đảo ở vùng Taramba của xứ Indonesia, nơi mà thuyền của chúng tôi đã cập bến ở trong những cái đảo đó. Tôi ngồi và nhìn một gia đình có cha, có mẹ, con cái ngồi ăn. Và tôi khóc và nói rằng tại sao mình ở trong một cái hoàn cảnh không có cha, có mẹ ở tại đây. Ai sẽ giúp đỡ cho mình để có thể làm những quyết định quan trọng ở trong đời sống. Cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời, Ngài đã điền vào chỗ trống đó. Ngài là cha đời đời của tôi. Và cảm ơn Chúa, tôi cũng trải qua cuộc sống như anh chị em. Cuộc đời của chúng ta đầy những thăng trầm. Từ năm 1900, cuối năm 79 cho đến ngày hôm nay, chúng tôi cũng trải qua những ngày như anh chị em đã trải qua. Nhưng mà vẫn sống ở trong sự bình an. Bình an có nhiều khi, có những người họ mắng là bộ không biết lo à. Nhưng mà cảm ơn Chúa vì sự bình an vượt quá sự hiểu biết đã đến trên đời sống của tôi, vì tôi có Chúa bình an ở trong đời sống. Và tôi cũng khuyến khích anh chị em hãy mời Ngài bước vào cuộc đời của mình, thì sự bình an của Ngài sẽ thể hiện ở trong một mức độ mà chúng ta nhiều khi cũng hiểu làm sao mình lại có cái sự bình an lạ lùng này. Bởi vì Ngài là Chúa bình an của chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Nhưng sáng hôm nay trong khung cảnh này, tôi mời anh chị em chúng ta sẽ tập trung vào danh xưng đầu tiên của bốn danh xưng này. Đa số chúng ta quen với danh xưng đầu tiên là được chia ra làm hai, đó là đấng kỳ diệu, đấng cố vấn. Nhưng mà các bản dịch kinh thánh cận đại thì ghép hai từ này lại làm một. Tại sao? Vì người ta nghĩ rằng Esai rất là đồng nhất. Ba danh xưng kia đều dùng hai cụm từ để diễn tả. Thì cũng vậy, dù thế nào đi nữa thì chúng ta thấy rằng danh của đấng cố vấn diệu kỳ này có thể là một. Cho nên chúng ta sẽ tập trung vào mà sẽ cùng với lời của Chúa để chúng ta xem xét về danh đấng cố vấn kỳ diệu này ở trong buổi sáng hôm nay. Để chúng ta có thể kêu cầu Chúa, để chúng ta có thể mời Ngài bước vào cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta cần phải biết các danh xưng này như thế nào. Để chúng ta có thể hiểu biết và chúng ta mời Ngài đúng như sự mặc khải của Kinh Thánh. Anh chị em là tín hữu của VBC Houston, chúng tôi đã giảng dạy anh chị em rất nhiều. Chúa bảo chúng ta đó là chúng ta hãy kêu cầu danh của Chúa. Có những danh xưng Chúa Ngài giới thiệu cho chúng ta biết về Ngài. Đây là biệt danh của Ngài. Ngài chuyên môn về những công việc đó, cho nên được giới thiệu bởi các biệt danh này. Lời của Chúa cũng bảo chúng ta là con cái của Chúa, khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta phải mở đầu lời cầu nguyện của chúng ta: danh cha được tôn thánh. Danh của Chúa là sự giới thiệu của Ngài, chính mình Ngài, và những công tác mà Chúa Ngài sẵn sàng làm cho chúng ta. Cho nên buổi sáng hôm nay khi chúng ta học về đấng cố vấn kỳ diệu, thì xin Chúa cho chúng ta hiểu được, để chúng ta sẽ biết nhờ cậy Ngài. Thay vì chúng ta tốn tiền để chúng ta chạy đi nhờ thầy bói để coi tai của chúng ta, chúng ta tốn tiền để nhờ những người bóc những lá tử vi cho chúng ta, hay là chúng ta tốn tiền để chúng ta mua những cái lá bùa hộ mạng, những cái lá bùa nghĩ rằng nó sẽ hướng dẫn chúng ta, nó sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Anh chị em tin tôi đã cậy ơn Chúa để giải cứu rất là nhiều người. Có những người đã từng mua những cái lá bùa lên đến 15.000 Mỹ Kim. Và chính nó sau đó thì cái người mà đã đưa cái lá bùa đó vào trong đời sống của nạn nhân đó, nói rằng cái này không gì có thể trị được. Vì bùa không có gì khác hơn là những người thầy bùa đã chiêu mộ được những con quỷ. Quỷ là những con người không có thân thể. Và nó tìm đủ mọi cách để nó có một cái thân thể để nó hoạt động. Mà những nạn nhân vì thiếu sự hiểu biết đã trả tiền để con quỷ đó nó đi vào ở trong thế giới của mình bằng cái thân thể của mình. Cho nên nó không làm gì khác hơn là nó đến để tiêu diệt cuộc đời đó. Cho nên anh chị em yêu dấu, tôi xin giới thiệu với anh chị em một quyền năng thánh khiết, toàn năng, yêu thương, sẵn sàng để có thể đem lại cho đời sống của chúng ta sự giúp đỡ mà chúng ta cần. Cho nên hãy lắng nghe và đặt lòng tin nơi Ngài ở trong ơn của Chúa. Tại sao hôm nay chúng ta cần một đấng cố vấn diệu kỳ cho đời sống của chúng ta? Vì có ba lý do. Thứ nhất, vì thế giới của chúng ta sống là một thế giới đầy những phức tạp. Phải không chị em? Chúng ta có những lúc chúng ta không biết mình phải làm sao, quyết định của mình ra sao. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa Ngài là đấng có thể giúp đỡ chúng ta, để chúng ta có thể đi xuyên qua những ngày của mây mù của cuộc đời. Như
dân Israel đã đối diện. Họ đang ở trong những ngày của tối tăm, họ đang ngồi ở dưới bóng của sự chết. Thì Chúa Ngài đã can thiệp vào trong đời sống của họ và Ngài đã đến ở trên họ. Ngài Giáng sinh, Ngài làm người để đem lại sự cứu giúp mà họ cần. Cho nên lý do thứ nhất, vì thế giới của chúng ta là một thế giới đầy phức tạp. Và nhiều người muốn biết được tương lai của mình, muốn biết được ngày mai, cuộc đời của chúng ta, mục đích của nó là gì và ý nghĩa ra sao. Và cảm ơn Chúa, chúng ta cần đấng cố vấn diệu kỳ này vì Ngài có thể hướng dẫn chúng ta. Lý do thứ hai là chúng ta có nan đề của tội lỗi mà chúng ta không tự giải quyết được. Chúng ta có thể muốn tự giải quyết nhưng không làm nổi. Nhiều người đã bó tay ở trước cái nan đề của mình. Nhiều người đã sau khi nhiều ngày cố gắng để giải quyết nhưng giải quyết không được. Có những người nghiện ngập, có những người họ đã tìm đủ mọi cách để mà giải quyết cái nan đề của mình nhưng không thể làm được. Tôi nghe những câu chuyện của những người nghiện ma túy ở tại Việt Nam qua các chức vụ của giải cứu những người thuộc về tệ nạn của xã hội. Họ đã từng có những quyết tâm đến độ là họ tự nhốt mình ở trong một cái củi bằng sắt, rồi khóa nó lại, ném cái chìa khóa ra xa, vì họ không muốn làm cái sự đau khổ cho cha mẹ của mình, cho những người ở trong khu xóm của mình nữa. Nhưng mà rồi không bao lâu, họ lại cũng tìm đủ một cách để kéo cái chìa khóa đó trở lại, để mở ra, bởi vì tự sức họ không thể làm được. Tôi cũng đã chứng kiến có những người, họ đã quyết tâm muốn bỏ thuốc lá, ném cái gói thuốc lá vào trong thùng rác. Thì vài tiếng đồng hồ sau lại chui đầu vào trong cái thùng rác đã lục cho bằng được cái gói thuốc lá đó. Anh chị em, có những tội lỗi, có những điều mà có người của chúng ta nghĩ rằng mình tự có thể giải quyết được nhưng không làm nổi. Chúng ta cũng cần một cứu Chúa cho những điều chúng ta không thể tự làm nổi. Chúng ta cần một đấng có thể dẫn chúng ta đến với sự cứu rỗi và sự sống mới ở trong ơn của Ngài. Vì anh chị em, hàng năm thế giới của chúng ta luôn luôn có những cái gọi là quyết tâm cho năm mới. Đa số trong chúng ta chắc cũng đã làm công việc đó. Năm mới này mình sẽ cố gắng tập thể dục nhiều hơn, giảm bớt ăn đường, ăn tinh bột để cho mình sẽ được giảm cân, hay là mức độ đường ở trong máu của mình sẽ xuống được một vài tuần. Ở đâu nó trở lại đó. Mình có quyết tâm muốn cho thân thể của mình khỏe mạnh, cho nên chạy ra mua máy về để đi bộ, để tập thể dục. Không bao lâu nó trở nên cái giá mắc quần áo đắt tiền nhất ở trong nhà của mình. Chúng ta không có sức để có thể giải quyết những nan đề trong đời sống của chúng ta, bởi vì bản chất tội lỗi thì công việc của nó chỉ là phạm tội thôi, chứ không thể nào có thể làm gì khác trừ ra có một sự thay đổi của Chúa trong đời sống của chúng ta. Thứ ba, nhu cầu thứ ba đó là chúng ta ai nấy đều muốn có một mối quan hệ với đấng tạo dựng nên chúng ta. Anh chị em có thể nói, nhưng mà tôi chưa biết Chúa, làm sao mà tôi đi kiếm một mối quan hệ với đấng tạo dựng nên mình. Anh chị em, tất cả loài người chúng ta đang đi tìm Ngài, nhưng mà chúng ta không biết thôi. Nhiều người không biết điều này, trong khi mình đi tìm sự thành công, đi tìm một cuộc sống ý nghĩa, một cuộc sống có mục đích. Và anh chị em, chúng ta nghĩ rằng mình phải tìm được những điều đó, nhưng thật ra chúng ta đang đi tìm kiếm Đức Chúa Trời đó. Bởi vì chỉ có Ngài trong đời sống của chúng ta thì chúng ta mới có thể sống một đời sống thành công, chúng ta mới có thể sống một đời sống ý nghĩa, và chúng ta mới có thể sống một cuộc sống có mục đích được. Cho nên có người chúng ta nghĩ rằng khi mà mình muốn đời sống của mình có ý nghĩa và hạnh phúc đó, thì mình phải tìm cho được nhiều tiền, mình phải leo bậc thang của danh vọng, và khi mình được lên đến cái đỉnh cao rồi đó thì cuộc đời của mình sẽ hạnh phúc, sẽ ý nghĩa. Thưa anh chị em, tất cả những điều đó sẽ không bao giờ xảy ra cho chúng ta cho đến khi chúng ta mời Chúa bước vào cuộc đời của mình. Đấng cố vấn kỳ diệu, Đức Chúa Trời quyền năng, Cha đời đời Chúa bình an là đấng mà chúng ta phải có trong đời sống của chúng ta. Bởi vì có Ngài, chúng ta sẽ có được ý nghĩa của cuộc sống và cuộc đời của chúng ta, mới có thể kinh nghiệm được sự đầy trọn ở trong Chúa. Cho nên những điều mà chính chúng ta trông tìm được có ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và Đức Chúa Trời Ngài đã gửi cái thiệp này để báo trước cho nhân loại, cho người Israel, cho người Do Thái trước, và sau đó truyền rao ra cho cả thế giới. Vì Đức Chúa Trời biết rằng giải pháp từ Ngài mới có thể giải quyết được tận gốc rễ của những nan đề trong đời sống của chúng ta, để rồi chúng ta có thể đi đến kết luận Đức Chúa Giêsu Christ là câu trả lời cho tất cả những nan đề trong đời sống của chúng ta. Chúng ta cần một hướng đi trong đời sống. Ngài là cố vấn diệu kỳ của chúng ta. Chúng ta cần những sự can thiệp siêu nhiên cho những nan đề, cho những khó khăn, cho những ốm đau bệnh tật trong đời sống của chúng ta. Chúng ta cần một Đức Chúa Trời toàn năng. Và khi Ngài bước vào thì phép lạ có thể xảy ra. Khi chúng ta cần
Tình yêu mặc dù đối với chúng ta, cho đời sống của chúng ta, là tình yêu mà chúng ta cần. Tình yêu mà anh chị em yêu dấu, thế hệ của con cháu của chúng ta hiện tại đang kêu rên cần tình yêu của người cha trong đời sống. Bởi vì chúng nó không tìm được cái mối liên hệ với chính cha mẹ của mình, nhất là người cha. Ở trong 3 thập niên qua, thế giới của chúng ta đang trải qua cái điều mà chúng tôi gọi là cái thế hệ của những người có những người cha vắng mặt. Người cha chỉ là một cái người về nhà như là một cái khách sạn để có chỗ ngủ ban đêm. Người cha có thể trở về nhà như là một người đi ăn nhà hàng để có cái chỗ để mà dùng bữa tối. Nhưng mà những người cha này không có mặt ở trong đời sống của con cái. Họ không có dành thời gian đủ để con cái có thể đứng và bắt chước. Bởi vì anh chị em, người cha không phải là một thầy giáo. Thầy giáo có thể chỉ gửi những kiến thức. Người cha không chỉ là một cái người huấn luyện viên cho đội bóng của mình. Nhưng mà người cha là một người có mặt đủ trong đời sống của con cái của mình để con cái có thể học và bắt chước theo cha của mình. Còn người cha là người có những lời xác nhận mà con cái của chúng ta đang rên xiết và đang tìm. Và nếu nó không tìm được ở trong nhà, nó sẽ tìm ở ngoài xã hội. Nó tìm vào trong những người mặc đồng phục, những người nói cùng một cái thứ ngôn ngữ. Đó là những băng đảng ở trong đời này. Vì nó thấy được mình được kể là một ở trong một tổ chức, một nhóm người. Mình thấy mình được hòa đồng vào trong một cái nhóm người ăn mặc giống nhau, lời ăn tiếng nói giống nhau, cách cư xử giống nhau trong một băng đảng. Cho nên những cái dấu hiệu mà chúng ta thấy các băng đảng nó làm, và mỗi người trong các băng đảng, thành viên trong các băng đảng đó đeo đuổi để có cho bằng được, thật ra không có gì khác hơn là chúng nó đang tìm một cái sự chấp nhận. Điều này là điều mà chúng ta thấy rằng thế giới của chúng ta đang cần. Cần cha đời đời. Một sư xem làm việc với những người trẻ. Và khi ta hỏi rằng cái thế hệ này năng đề lớn nhất là gì? Một sư xem trả lời như chúng tôi vừa mới chia sẻ với anh chị em. Cái năng đề và cái nhu cầu lớn nhất của thế hệ trẻ ở trong ngày hôm nay, đó là tình yêu của một người cha. Thì người ta hỏi thêm như làm sao để có thể đi đến kết luận được. Bởi vì các em được nuôi dưỡng bằng những cái tablet, những cái iPad, iPhone. Làm sao một sư biết điều đó? Vì mỗi lần khi có những cái lời xác nhận ở trong một cái buổi nhóm, thì những đứa trẻ này nó ngóc đầu lên và nó để ý. Vì suốt cuộc đời của nó, người cha của nó có thể chưa bao giờ nói rằng: cha hãnh diện về con, con làm công việc tôi rất tốt. Ô, con có cái vấp ngã đó, nhưng mà đến đây, ba muốn ôm con và nói với con rằng con có 2 người ở trong căn nhà này luôn luôn chào đón con khi con trở về. Làm cho bể chứa của tình yêu của đứa trẻ được đông đầy luôn luôn, khiến cho nó có thể có sức để trả lời với những cái áp lực của bạn bè rằng không. Vậy nó biết rằng khi bạn bè từ chối nó thì nó trở về nhà, có 2 người đang ngồi ở nhà và nói rằng: ba mẹ vẫn yêu thương con. Thế giới của chúng ta đang cần cha đời đời. Và khỏi nói, trong những ngày qua chúng ta cùng với thế giới đối diện với những thăng trầm của cuộc sống. Chúng ta cần vua bình an trong đời sống của chúng ta. Ngài có thể đem lại sự bình an quá sức tưởng tượng của chúng ta. Sự bình an quá những điều chúng ta có thể suy tưởng được. Cảm ơn Chúa. Tâm hồn của chúng ta chắc chắn sẽ được an nghỉ. Chúng ta sẽ kinh nghiệm được Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. Ý nghĩa, mục đích, hướng đi khi chúng ta có Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Và đây là tin vui. Trong khi bạn đang tìm kiếm Ngài thì Đức Chúa Trời đã đeo đuổi để tìm kiếm bạn. Cho nên 2022 năm về trước, Đức Chúa Trời đã nhập thể làm người trong Đức Chúa Giê-xu để tìm và cứu chúng ta. Giờ thời gian thứ nhất chương 5 câu 20 chép: nhưng chúng ta biết con Đức Chúa Trời đã đến. Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta, đặng chúng ta biết đấng chân thật. Và chúng ta ở trong đấng chân thật là ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, con của Ngài. Ấy chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời. Cảm ơn Chúa, Ngài đến để Ngài giúp đỡ cho chúng ta, ban cho chúng ta trí khôn để chúng ta có thể biết đấng chân thật. Cảm ơn Chúa.
Câu Kinh Thánh này cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã đến thế gian trong Đức Chúa Jesus Christ để giúp chúng ta biết và tìm được Đức Chúa Trời chân thật. Ngợi khen Chúa. Và chị em yêu nhau, trong những cái bận rộn của Giáng sinh, của cây Noel, của đèn màu, của mua sắm, tất cả những điều đó để anh chị em xin Chúa cho để chúng ta sẽ đạt được cái mục đích mà chúng tôi hướng dẫn Hội Thánh để có được ở trong cái mùa Giáng sinh này. Là tất cả những điều đó là thứ yếu, cái điều quan trọng nhất mà chúng ta cần có ở trong mùa Giáng sinh đó là hiểu lý do tại sao Chúa giáng trần làm người và chúng ta có thể mời Ngài bước vào, can thiệp vào, đi cùng với chúng ta, đồng hành với chúng ta trong cuộc sống này. Xin Chúa ban phước cho chúng ta. Thì chúng ta cùng suy nghĩ một ít lý do tại sao Chúa Giêsu là đấng cố vấn kỳ diệu. Thứ nhất, bởi vì sự chẩn đoán chính xác của Ngài. Đây là điều mà con người chúng ta cần. Cái nét quan trọng hàng đầu của một người cố vấn đó là người đó phải có khả năng để chẩn đoán một cách chính xác nan đề của người mà mình cố vấn. Chúng ta chắc không ít thì nhiều đều có kinh nghiệm với những người đã tìm cách cố vấn chúng ta, nhưng họ lại không có một tí hiểu biết nào về những điều chúng ta trải qua. Người chưa bao giờ lập gia đình được cố vấn bởi... Xin lỗi, người chưa bao giờ lập gia đình cố vấn những người khác về việc hôn nhân phải như thế nào. Và chúng ta thấy cái điều đó xảy ra rất là nhiều. Giống như người bán thuốc mọc tóc mà cái đầu vẫn còn sói. Có những cặp vợ chồng không con lại dạy người khác cách để nuôi nấng con cái. Người chưa bao giờ hiểu hội chứng suy nhược tinh thần lại cố vấn nạn nhân rằng ôi hãy chỉnh đốn cuộc sống của mình thì mọi việc sẽ ổn. Người chưa bao giờ từng trải sự mất mát, chưa bao giờ mất người thân, cố vấn những người mất mát rằng hãy quên đi sự đau khổ của mình rồi mọi việc sẽ tốt đẹp. Một người chưa bao giờ gặp khó khăn thiếu thốn trong đời sống lại cố vấn cho người gặp khó khăn suốt đời. Một khi chúng ta đứng về phía của người nhận những lời cố vấn như vậy, chắc chúng ta sẽ bực mình lắm phải không chị? Cảm thấy khó chịu, bực mình vì rõ ràng cái người nói không hiểu điều mình nói. Sự hiểu biết của họ chỉ là sự hiểu biết từ sách vở, từ kiến thức mình thu lượm được qua việc đọc sách. Nhưng mà kinh nghiệm cá nhân là những điều cần thiết ở trong đời sống để chúng ta có thể cố vấn được. Và đây là điều mà chúng ta cũng có thể đi cùng đến một cái kết luận. Và chúng ta nói về Đức Chúa Giêsu, Ngài là con Đức Chúa Trời, Ngài không hề phạm tội, chưa bao giờ có gia đình, thì làm sao Chúa Ngài có thẩm quyền để có thể dạy dỗ những điều liên quan đến một cái đời sống tội lỗi, có thể kinh nghiệm đắc thắng tội lỗi như thế nào, một đời sống của một gia đình hạnh phúc là ra sao? Anh chị em, sự khác biệt là vì Đức Chúa Giêsu không phải là một con người tầm thường như chúng ta, mà Ngài là đấng cố vấn diệu kỳ. Đức Chúa Giêsu cảm thông và hiểu chúng ta hoàn toàn. Vì vậy đã khiến cho Đức Chúa Giêsu là đấng cố vấn diệu kỳ là như vậy. Thi Hebrew chương 2 từ câu 17 đến 18 chép: nhân đó Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự. Ở chỗ này thôi chúng ta cảm ơn Chúa vì Giáng sinh. Và nếu không thì Đức Chúa Trời Ngài ở trên trời cao kia, làm sao Ngài có thể cảm thông được với chúng tôi là những người ở trong thân xác này, đối diện với những sự khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Chúa giáng sinh để Ngài có thể chịu giống như anh em mình trong mọi sự. Hồi sau đối với Đức Chúa Trời trở nên thầy tế lễ thượng phẩm hay thương xót và trung tín đặng đền tội cho chúng dân. Và vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy. Cảm ơn Chúa. Và Hebrew chương 4 câu 15 cho chúng ta biết thêm cái lý do tại sao. Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương cho sự yếu đuối của chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Chúa Ngài đã đắc thắng sự cám dỗ, Ngài đắc thắng tội lỗi, cho nên Ngài có thể chỉ và dẫn chúng ta để chúng ta có thể thắng được tội lỗi trong đời sống của mình. Cảm ơn Chúa vì giáng sinh, bởi vì Chúa không ngồi trên thiên đàng và nói rằng sao con dại như vậy. Mà Chúa Ngài trải qua tất cả những sự cám dỗ giống như chúng ta, và điều đặc biệt là Ngài không hề phạm tội. Ngài chỉ cho chúng ta biết cái cách để chúng ta có thể thắng được những sự cám dỗ trong đời sống của chúng ta. Và ba lần khi Satan đến để cám dỗ, Chúa Giêsu trả lời như có lời chép rằng Ngài chỉ cho chúng ta biết Kinh Thánh, lời của Đức Chúa Trời đã chép thành văn tự sẽ là vũ khí hết sức là quan trọng để giúp cho chúng ta thắng được những cám dỗ trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Và đó là ý nghĩa của Giáng sinh. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa giáng sinh làm người để trải qua tất cả những điều mà chúng ta từng trải. Cảm ơn Chúa.
Mới đây trong chuyến đi về Việt Nam, tôi có cái dịp để tâm sự với một số đông của các mục sư và lãnh đạo. Tôi chia sẻ về cuộc sống như thế nào để chúng ta có thể có một gia đình tin kính Chúa. Và cảm ơn Chúa, tôi có một kho tàng của những kinh nghiệm để chia sẻ với các đầy tớ của Chúa, bởi vì tôi là người có gia đình. Anh chị em thử hình dung, tôi chưa bao giờ lập gia đình mà đứng lên nói chuyện với mọi người là gia đình hạnh phúc là phải như thế này, toàn là lý thuyết. Vì sự thật sẽ có những câu, sẽ có những người họ nói rằng ông sư ơi nói như vậy thôi, nhưng mà đắp chăn mới biết chăn có rộng. Ý người ta muốn nói rằng ở trong hoàn cảnh đó rồi chúng ta mới biết sự thật của nó là như thế nào, chứ còn đọc sách không thì chúng ta không biết đâu. Cảm ơn Chúa, Chúa Giêsu Ngài đã đến trần gian này mang lấy thân thể giống như con người chúng ta, lớn lên trong một cái làng mà người ta nói rằng cái làng này nó nghèo đến cái độ không có một nhân tài nào xuất thân từ cái làng này hết. Ngài Chúa sanh ra, nhà quán thì không có đủ chỗ để cho khách, để cho Mary và Joseph vào. Để cuối cùng có một cái chuồng chiên, chuồng bò ở gần đó. Và Chúa Giêsu phải sanh ra trong cái chỗ đó, và cũng không có một cái nệm gấm chăn bông. Người ta phải đặt Ngài ở trong một cái máng cỏ, là cái máng ăn cho bò lừa. Ngài trải qua tất cả điều đó để Ngài có thể nói với chúng ta rằng ta rất giàu có, ta lìa thiên đàng cao sang, sự giàu có trở nên nghèo để các con có thể kinh nghiệm được sự giàu có. Điều đó đáng tin, bởi vì Ngài là Đấng đã làm công việc đó. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời nhập thể làm người để đối diện với những điều chúng ta đối diện. Ngài từng trải buồn bực, Ngài biết sự cám dỗ. Như Isaiah 53 câu 3 nói, người đã bị người ta khinh dễ và chăn bỏ. Anh chị em, cho đến khi chúng ta bị khinh dễ và chán bỏ, chúng ta không hiểu cái nhục nhã, cái đau khổ của một người bị khinh dễ và chán bỏ nó như thế nào. Từng trải sự buồn bực. Tiếng Việt của chúng ta hay lắm, có thêm những cái chữ đệm này, đã buồn mà còn bực nữa. Biết sự đau ốm, bị khinh như người kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem. Anh chị em, có bao giờ chúng ta đi vào ở trong một cái nơi mà người ta gặp chúng ta, người ta muốn che mặt, đau đớn lắm. Rồi ở đây tiên tri Esai nói cái tiếng nói của nội bộ đó. Chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Đức Chúa Giêsu không sinh ra trong đền thờ, Ngài cũng không sinh ra nơi cung điện của vua chúa. Ngài trở nên nghèo vì chúng ta. Ngài hiểu thế nào một người từng trải sự khinh dễ và chán bỏ. Ngài hiểu sự nghèo khó là thế nào. Vậy vậy, Ngài cũng sẽ giúp đỡ chúng ta. Dân chương 2 câu 24-25 chép, nhưng Đức Chúa Giêsu chẳng phó thác mình cho họ, vì Ngài nhận biết mọi người và không cần ai làm chứng về người nào, bởi Ngài tự thấu mọi điều trong lòng người ta. Cảm ơn Chúa. Câu này cho chúng ta thấy Chúa Ngài không dễ tin tất cả chúng ta đâu, vì Ngài nhận biết mọi người. Và chỗ này cũng là điều khích lệ, Chúa biết chúng ta tất cả. Cảm ơn Chúa. Đại hội năm nay, hội thánh của chúng tôi trải qua những cái ngày gọi là thiên đàng ở trên đất. Có những chị em, có những anh em làm những công việc mà luôn cả người thân ở trong gia đình của mình cũng không biết. Mình Đức Chúa Trời sai một người chưa bao giờ đến đây, có ơn tiên tri một cách chính xác và thấy được hết tất cả những điều đó, vì Chúa Ngài dùng môi miệng của đầy tớ của Chúa để nói tất cả những công việc mà chúng ta làm. Điều đó nó giải phóng. Một chị em tôi có dịp nói chuyện rằng mục sư ơi, phước hạnh vô cùng, bởi vì hồi trước tới giờ mình sống mình có thể đặt cái câu hỏi là mình làm những cái việc này người ta có thấy không, người ta có biết ơn hay là không. Nhưng mà cảm ơn Chúa, qua cái trải nghiệm đó, Đức Chúa Trời Ngài nói rằng ta thấy tất cả mọi việc con làm, việc con làm ở trong phòng cầu nguyện của con, việc con làm ở trong cái chỗ kinh nghiệm, ta thấy tất cả. Điều đó đem lại cho chúng ta một cái sự bình an, bởi chúng ta biết rằng mọi việc chúng ta làm Đức Chúa Trời thấy. Dù con người có thể không thấy, dù con người có thể vô ơn, nhưng mà Đức Chúa Trời thấy là đủ rồi, phải không chị? Luôn cả những giọt nước mắt của chúng ta. Lời của Chúa nói rằng Ngài hứng những giọt nước mắt của chúng ta trong ve của Ngài. Nó tưởng nó những giọt nước mắt âm thầm của chúng ta không ai thấy, không ai biết. Đức Chúa Trời Ngài thấy tất cả những điều đó. Thì nó đem lại chúng ta một niềm an ủi lớn lao, phải không chị? Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu cảm thông nỗi thiếu thốn,
đau đớn khốn khổ của những kẻ nổi loạn. Chúa hiểu những giọt nước mắt của chúng ta. Hình dung với tôi một người bạn chịu lắng nghe trong khi những người khác bịt tai, không vội vàng đi đến kết luận như những người khác. Người mà không chà đạp chúng ta khi chúng ta thất bại, nhưng nâng đỡ chúng ta lên. Đức Chúa Giêsu chẳng những như vậy mà còn gấp triệu lần tuyệt vời hơn. Cảm ơn Chúa. Điều thứ nhì mà tôi mời anh chị em chúng ta suy nghĩ, tại sao chúng ta cần đấng cố vấn kỳ diệu này, đó là chúng ta cần những giải pháp tốt đẹp. Người cố vấn tốt không chỉ cảm thương, chúng ta có thể cảm thương người khác nhưng không thể giúp đỡ được họ. Người cố vấn tốt không phải chỉ biết cách để giúp đỡ, họ phải biết giải pháp chính xác cho nan đề của chúng ta. Những lời cố vấn sai mà chúng ta đã thấy được Kinh Thánh ghi chép lại cho chúng ta nghe dẫn đến chết. Trong vườn Ê-đen, Sa-tan đã đóng vai người cố vấn và đến bảo Eva rằng ăn trái cấm thì không sao đâu. Sa-tan đã cố vấn Đức Chúa Giê-xu quá đá ra bánh đi để thử tình yêu của Đức Chúa Trời. Lời cố vấn sai của vợ của ông Giớp đã bảo ông hãy rủa xả Đức Chúa Trời rồi chết đi. Chứ tôi thấy ông ngồi mà ông lấy miếng sành ông gãi, tôi thấy gớm quá. Các bạn của ông Giớp đã bảo ông phải ăn năn bởi vì ông phải phạm tội trọng lắm đấy, cho nên tất cả những sự khó khăn đó mới xảy ra cho ông. Nào, họ nào cũng biết. Có một sự thách thức giữa Sa-tan và Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời hỏi, Sa-tan ngươi đi ở trên đất, ngươi có thấy tôi tới của ta là Giớp không? Sa-tan nói, Giớp yêu mến Chúa, Giớp thờ phượng Chúa, chuyện đó là dễ hiểu thôi. Bởi vì Chúa ban phước trên nó. Nếu lấy đi hết tất cả điều đó rồi coi cái lòng của nó như thế nào. Chúa nói rằng được, ngươi có thể lấy những cái cuộc của cải, nhưng mà ngươi không được đụng đến Giớp. Những lời cố vấn của những người bạn, nhiều khi luôn cả cái bà vợ ngồi bên cạnh mình đó. Có thể nếu không sự dẫn dắt của Chúa thì đó là những lời cố vấn sai. Nhưng mà có những lời cố vấn tốt. Kinh Thánh cho chúng ta ghi lại cho chúng ta những lời cố vấn tốt đẹp. Các tiên tri của Chúa luôn cố vấn các vua của Israel và Juda phải đặt lòng tin cậy và vâng lời Chúa. Lời cố vấn của bà Marie nói với những người đầy tớ giúp đỡ cho tiệc cưới ở tại Cana. Ngài bảo chi hãy vâng theo tất cả. Lời cố vấn rất là tốt bởi vì bà đã kinh nghiệm trong đời sống của mình. Cảm ơn Chúa. Có một câu chuyện nổi tiếng về lời cố vấn lạ thường của vua Salomon. Và tôi muốn đem lên để anh chị em thấy rằng khi đấng cố vấn diệu kỳ này mà ở trong đời sống của chúng ta đó, thì chúng ta khôn lắm. Cảm ơn Chúa. Các phần thứ nhất chương 3 câu 16 đến 27. Bây giờ có hai gái mại dâm đến đứng chầu trước mặt vua. Một người nói tâu bệ hạ, tôi và người đàn bà này ở chung một nhà. Tôi sinh được một đứa con trai trong lúc chị ấy đang ở nhà với tôi. Ngày thứ ba sau khi tôi sinh con thì người đàn bà này cũng sinh con. Chúng tôi ở chung với nhau, không có một người lạ nào ở với chúng tôi trong nhà, mà chỉ có hai chúng tôi thôi. Đêm nọ con trai của người đàn bà này chết vì chị ấy đã nằm đè lên nó. Giữa đêm khuya, khi tớ gái của bệ hạ đang ngủ thì chị ấy thức dậy, bế đi con trai tôi đang ở bên cạnh tôi và đặt nằm ở trong lòng của mình. Rồi chị đặt đứa con trai đã chết của mình nằm ở trong lòng của tôi. Đến sáng tôi thức dậy, cho con bú thì thấy nó đã chết. Nhưng khi trời sáng tôi nhìn kỹ thì thấy nó chẳng phải là đứa con mà tôi đã sinh. Người đàn bà kia trả lời, không, đứa sống là con của tôi, còn đứa chết là con của chị. Nhưng người này lại nói, không, đứa chết là con của chị, còn đứa sống là con của tôi. Họ cãi nhau như vậy trước mặt vua. Bây giờ vua phán, người này nói đứa sống là con của tôi, còn đứa chết là con của chị. Người kia nói, không, đứa chết là con của chị, còn đứa sống là con của tôi. Rồi vua truyền, hãy đem cho ta một thanh gươm. Người ta đem đến cho vua một thanh gươm. Vua ra lệnh, hãy chặt đứa bé còn sống ra làm hai, rồi cho người này một nửa và cho người kia một nửa. Câu 26, người đàn bà có đứa con còn sống rất xúc động vì thương con mình, liền tâu với vua, ôi chúa tôi, hãy cho chị ấy đứa trẻ còn sống, xin đừng giết nó. Nhưng người kia nói, ừ, đúng rồi, nó sẽ chẳng thuộc về tôi, cũng chẳng thuộc về chị, cứ chia đôi nó đi. Bây giờ vua phán quyết, hãy trao đứa bé còn sống cho người đàn bà nói trước và đừng giết nó, vì bà ấy chính là mẹ của nó, không phải con của mình.
Mình nằm đè chết con của mình rồi bây giờ gán tội cho người khác. Thành ra con của người ta mình đâu có tiếc. Nghe ông vua ông nói là chặt nó ra làm hai. Nó cứ chặt nó ra làm hai, mỗi đứa một khúc. Nhưng mà cái người mẹ thật đó, thì nó rằng đừng để cho nó sống, đừng chặt nó. Cái tình yêu của người mẹ đó đã nói lên được người này chính là mẹ của đứa bé còn sống đó. Và đây là điều mà chúng ta để ý lên đây. Toàn dân Israel nghe việc phân xử và phán quyết của vua đều rất kính phục vua, vì họ thấy rằng Đức Chúa Trời đã ban cho vua sự khôn ngoan để thực thi công lý. Chúng ta đang nói về vua Salomon ở đây. Ngay lập tức như vậy mà nghe lời qua tiếng lại, lời làm chứng của người này nghịch lại với lời làm chứng người kia mà không có nhân chứng. Và cái người mà đàn bà xấu nằm đè chết con của mình mà đi đổ lỗi cho người khác đó, bà rào một cách rất là cẩn thận lên chứ. Ở trong nhà chỉ có tôi với chị này, không có ai khác hết. Tức là không có nhân chứng. Tôi nói thì vua phải tin lời của tôi nói. Chị kia thì nói không, tôi mới là mẹ thật của đứa nhỏ còn sống này. Làm sao để có thể phân biệt được? Vua Salomon đã có sự khôn ngoan từ nơi đấng cố vấn diệu kỳ. Lời của Chúa nói tại đây, toàn dân Israel nghe việc phân xử và phán quyết của vua đều kính phục vua, vì thấy rằng Đức Chúa Trời đã ban cho vua sự khôn ngoan để thực thi công lý. Khi chúng ta có đấng cố vấn diệu kỳ bước vào cuộc đời của chúng ta sẽ có sự khôn ngoan thiên thượng. Chúng ta sẽ biết cách để chúng ta cư xử, chúng ta sẽ biết cách, cũng như chúng ta sẽ biết mình phải quyết định như thế nào cho những quyết định lớn ở trong đời sống của mình. Cảm ơn Chúa, đó là mưu luận khôn ngoan. Vua Salomon đã học được, và ông đã đọc được hoàn cảnh một cách chính xác và đã có giải pháp tốt nhất. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Giêsu là đấng cố vấn lạ lùng, vì sự khôn ngoan của Ngài là sự khôn ngoan thiên thượng. Chúa không bao giờ nhờ con người đóng góp ý kiến, cũng không hỏi ai điều gì như là nhờ góp thêm ý cho Chúa. Roma chương 11 câu 34 chép: vì ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài. Chúa không có cố vấn, mưu luận của Ngài là vô tận. Đức Chúa Giêsu không bao giờ mời các môn đồ của Chúa ngồi xuống rằng các ngươi phải góp ý cho ta, còn cái chuyện này nó lớn quá. Không. Vì Ngài là cố vấn diệu kỳ. Cô thứ nhất chương 1 câu 30 chép: và ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Jesus Christ, là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta. Có Ngài chúng ta có sự khôn ngoan vô cùng. Chúng ta sẽ có sự cố vấn không thể nào trật được của Ngài. Chúa làm một số điều khi chúng ta đến với Ngài. Thứ nhất, Ngài cho chúng ta chân lý. Chúa cho chúng ta thấy tình trạng thật, điều gì sai trật trong đời sống của chúng ta. Và Ngài chỉ cho chúng ta biết rằng chúng ta đã nổi loạn nghịch cùng Đức Chúa Trời ở chỗ nào. Và chúng ta là những con chiên lạc. Chúa dạy bảo chúng ta hãy ăn năn tội và quay về. Cảm ơn Chúa. Thứ hai, Ngài dạy chúng ta tin cậy những gì Ngài đã làm cho chúng ta. Như Ma-thi-ơ chương 20 câu 28: ấy vậy, con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, xong để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Chúa rằng chính Ngài bởi sự giáng sinh đến để Ngài làm giá, để chuộc nhiều người trở về. Ngài đã trả cái giá đắt nhất bởi máu huyết và sự sống của Ngài để đem chúng ta trở về. Đức Chúa Giêsu biết rằng chúng ta không thể tự cứu mình, phải có chương trình cứu chuộc để chúng ta được cứu. Chúa cho chúng ta sự cứu giúp chúng ta cần. Chúng ta mong muốn được tha thứ nhưng không làm gì được với vi trùng của tội lỗi làm khổ chúng ta. Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta điều tự chúng ta không có được, sự cứu rỗi của Ngài. Và đó là tin vui và Chúa muốn chúng ta đón nhận. Ngài đã phó chính mạng sống của mình làm giá chuộc tội lỗi của chúng ta. Giải pháp của đấng cố vấn diệu kỳ của chúng ta là hãy tin cậy ta và đón nhận điều ta ban cho. Không phải cố gắng của chúng ta, nhưng mà nhận như một món quà. Món quà đầu tiên mà Đức Chúa Trời đã ban cho loài người chúng ta trong Giáng sinh đầu tiên. Mà hôm nay chúng ta có cái phong tục chúng ta tặng quà cho nhau trong mùa Giáng sinh đó. Anh chị em đừng học công việc của Ngài mà không nhận Ngài làm cứu Chúa của đời sống của mình. Thứ ba, Ngài cho chúng ta giải pháp để tiếp tục cuộc sống và đời sống tâm linh tốt đẹp. Giăng chương 14 câu 21 và 23, 24 dạy chúng ta như thế này: ai có các điều răn của ta mà vẫn giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu người, tỏ cho người biết ta. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta, cha ta sẽ yêu thương người. Chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Câu 24: còn kẻ nào chẳng yêu mến ta thì không vâng giữ lời ta.
Và lời các ngươi nghe đó chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Cha là đấng đã sai ta đến. Cảm ơn Chúa. Ngài cho chúng ta giải pháp để chúng ta có thể sống một cuộc sống đầy phước hạnh, ý nghĩa và có một mục đích rõ ràng trong đời sống. Khi chúng ta yêu mến Chúa, vẫn giữ lời của Ngài, thì điều mà Chúa Ngài làm đó là Ngài đến và Ngài sẽ tỏ chính mình Ngài cho chúng ta. Ngài yêu mến chúng ta và tỏ chính mình Ngài cho chúng ta. Rồi cả Chúa Cha và Chúa Con sẽ dọn vào và ở trong chúng ta. Và có Chúa, chúng ta có tất cả. Tôi có đọc lời khuyên dạy những người giải phẫu tim, được những lời dặn của bác sĩ như sau: phải đi bộ thường xuyên, ăn uống điều độ, uống thuốc và đi tái khám thường kỳ. Nếu họ làm theo những chỉ dẫn trên, họ có thể được bình phục và sống lâu hơn. Nhưng nếu họ không chịu nghe theo lời chỉ dẫn của bác sĩ thì sức khỏe không được phục hồi và có thể chết sớm hơn, bởi vì cần giải phẫu, cuộc giải phẫu mở ngực mình ra đó, giải phẫu open heart surgery đó, nó mất sức rất là nhiều. Chúa cho chúng ta lời chỉ dẫn để có một cuộc đời vui vẻ và hạnh phúc. Ngài bảo chúng ta phải chống trả lại cuộc sống vô đạo đức, nghe theo lời chỉ dẫn của Ngài chứ không phải của đời. Và chúng ta phải làm theo lời của Chúa. Chúng ta cần tin cậy Chúa hơn tin cậy vào chính mình. Chúng ta phải yêu thương người khác hơn là lợi dụng họ. Chúng ta phải tha thứ hơn là cay đắng. Chúng ta phải sống thánh khiết thay vì tội lỗi. Chúng ta hãy dồn chứa của cải của mình trên trời hơn là ở dưới đất này. Chúng ta phải sống rời rộng hơn là sống ích kỷ. Chúng ta hãy tìm cách để phục vụ người khác hơn là chờ người ta phục vụ mình. Anh chị em, chừng đó nếu chúng ta áp dụng, cuộc đời của chúng ta sẽ đầy phước hạnh và ý nghĩa. Cảm ơn Chúa. Điều thứ ba mà chúng ta cần Chúa Giê-xu là đấng cố vấn diệu kỳ của chúng ta, đó là kết quả mỹ mãn. Cảm ơn Chúa. Trách nhiệm tốt nhất để biết một cố vấn giỏi hay dở là những người được cố vấn có thành công hay là thất bại, có được giúp đỡ hay là không. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta một chuỗi của thành quả của Đức Chúa Trời trong 6.000 năm qua. Cho tôi đi nhanh để anh chị em có thể biết được. Đức Chúa Giê-xu chính là đấng cố vấn diệu kỳ nhất ở trên hành tinh này. Marie Madeleine được cứu khỏi bảy quỷ dữ. Người Gadara bị quỷ ám dữ tận đến độ ai cũng sợ đã được Chúa Giê-xu giải cứu. Người đàn bà Samari đã 5 lần ly dị và người đang sống chung cũng không phải là chồng của mình. Đức Chúa Giê-xu đã biến đổi con người này trở nên một người đi truyền giáo đạo của Chúa. Người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội tà dâm ở trong Văn chương 8 đã được cứu khỏi bị ném đá chết và đã ra về, cuộc đời được biến đổi. Sa-chê, người thâu thuế bị mọi người ghét bỏ ở trong Luca chương 19, sau khi gặp gỡ Đức Chúa Giê-xu đã hứa hoàn trả mọi số tiền mà ông đã gian lận cộng thêm tiền lời. Đấng cố vấn diệu kỳ này có một chuỗi của thành quả của Ngài. Những người đánh cá đơn sơ, ít học, trở nên những giáo sĩ, trở nên những sứ đồ của Đức Chúa Trời. Và ngày hôm nay chúng ta phải học hỏi về cuộc đời của họ. Không phải chỉ những người trong Kinh Thánh, Đức Chúa Giê-xu vẫn thay đổi những đời sống của ngày hôm nay. Thánh Augustine, người mê gái, chạy theo đám ăn chơi, đã biến thành một trong những lãnh đạo lỗi lạc cho hội thánh của Chúa. John Newton, kẻ nghiện rượu và buôn bán người làm nô lệ, đã được biến đổi và là tác giả của bài hát được sử dụng khắp nơi trên thế giới, đó là bài ân điển lạ lùng Amazing Grace. Chuck Colson, một chính trị gia, đã bị kết tội ở trong vụ Watergate, được Chúa cứu ở trong tù và đã làm sáng lập viên của hội Prison Fellowship để đem tin lành của Chúa đến cho những tù nhân, luôn cả ở trong những cái nhà tù đang nhốt những người tử tội sắp sửa bị hành quyết. Cảm ơn Chúa. Những người được Chúa biến đổi ở trong những ngày qua. Tối hôm qua chúng tôi coi muộn cái chương trình truyền giảng tin lành của Chúa ở tại Hà Nội. Có một chỗ, một bài hát, họ hát không hay, nhưng mà cuộc đời của họ hát tuyệt vời. Những con người vốn là những con người nghiện ngập ma túy, bây giờ đang đứng ở trên sân khấu để ngợi khen Đức Chúa Trời. Và cái người hướng dẫn cái phần của bài hát đó nói rằng, không phải chỉ chúng tôi ở trên sân khấu này, mặc dù ít nhất tôi đếm sơ sơ cũng phải là trên 50 người,
Nhưng mà ngoài kia, trong đám đông đang tham dự, có vô số người đã được giải cứu vì đấng giáng trần làm người này. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, các trung tâm của chính phủ Việt Nam thất bại. Họ không giải phóng được những con người này, bởi vì cách của họ là chích cho họ những cái thuốc ma túy nhẹ đô hơn, mỗi một ngày giảm bớt, từ từ cho đến chừng họ không còn lệ thuộc vào ma túy nữa. Trong cùng một lúc, các trung tâm của chính phủ là người ta có hàng rào, có vách tường cao. Rồi chúng ta nhớ mấy năm trước, hơn 300 người đã vượt ra khỏi những cái hàng rào cao và dây kẽm gai đó. Nhưng mà họ vào trong những trung tâm của người Tin Lành thì nói rằng cái chuyện này rất là lạ, không có hàng rào, không có tường, mà mày trốn hết. Vì Chúa đã biến đổi cuộc đời của họ. Có những người đời sống vợ chồng cãi lẫy đánh nhau hàng ngày, nay được Chúa Ngài sử dụng. Và chúng ta có thể nhìn quanh những người có thể được kê vào trong danh sách này ở giữa chúng ta tại đây. Nếu quý vị có cơ hội để phỏng vấn những người đang nhóm lại tại đây, đa số chúng tôi là những người ngày hôm nay nhìn thấy sạch sẽ, thấy lịch sự, ăn mặc sạch sẽ. Nhưng mà trước đây, nếu quý vị biết đời sống của chúng tôi trước khi gặp Chúa đó, thì chắc quý vị sẽ không dám ngồi gần. Nhưng mà ngày hôm nay Chúa cho chúng tôi được như thế này bởi vì đấng cố vấn diệu kỳ đã bước vào đời sống của chúng tôi. Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu đến thế gian trong hình hài của một em bé sinh tại Bethlehem không phải là một sự kiện lịch sử liên quan, không liên quan gì đến chúng ta. Nhưng Chúa Giêsu sinh ra, danh của Ngài là đấng cố vấn diệu kỳ. Ngài là đấng có thể cảm thông khi không có ai cảm thông chúng ta. Ngài là đấng đứng với chúng ta trong khi mọi người bỏ đi. Ngài là đấng có thể giúp chúng ta đối diện với quá khứ của mình để làm lại cuộc đời. Cảm ơn Chúa. Ngài là đấng có thể giúp chúng ta tìm về Đức Chúa Trời, là đấng mà chúng ta biết rằng Ngài hiện hữu nhưng không thể đến gần Ngài. Nhưng xin cho tôi nhắc nhở anh chị em, mặc dù Ngài là đấng cố vấn diệu kỳ, Ngài không thể giúp đỡ chúng ta khi chúng ta không để Ngài giúp đỡ. Đức Chúa Giêsu chính là đấng mà chúng ta có thể đã tìm suốt cuộc đời của mình. Đã đến lúc chúng ta dừng lại, tại vì bỏ chạy, để lắng nghe cố vấn diệu kỳ của chúng ta, cố vấn và chúng ta vâng lời Ngài. Đã đến lúc chúng ta để Ngài giúp đỡ, chấm dứt che giấu những điều đang ám ảnh chúng ta. Và chúng ta đến với Chúa bằng chính con người của mình và thưa với Chúa rằng con cần Chúa bước vào cuộc đời của con. Con cần hướng đi, con cần mục đích của đời sống. Con cần một cuộc đời có ý nghĩa. Xin cố vấn con. Con cần sự can thiệp của Ngài vào trong cuộc đời của con. Vì phải có một quyền năng lớn lao mới có thể thay đổi hoàn cảnh bất khả thi của con. Và như tôi chia sẻ tuần trước, Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời mà không một việc chi là khó cho Ngài. Ngài có thể bước vào đời sống của chúng ta. Nếu các bạn hữu của chúng tôi chưa có dịp nghe sứ điệp đó, xin vào trong VBC Houston, trong YouTube channel VBC Houston tiếng Việt, để chúng ta có thể nghe lại sứ điệp đó, để đem cho chúng ta một cái niềm tin rằng không một việc chi là khó cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúng tôi mới từ Việt Nam về, chúng tôi thấy những hoàn cảnh của những người bệnh tật đã được Chúa nghe chữa lành. Có những người bị quỷ ám, họ không sống cho chính mình nữa, bởi vì đã bị quỷ nó cướp tay lái của cuộc đời. Nó lèo lái, nó dẫn dắt, nó xui khiến. Để từ lời nói cho đến công việc, chúng ta thấy rằng nằm ở dưới ảnh hưởng của nó, họ đã được tự do. Chúng ta gặp gỡ những con người mà trước đây đời sống của họ tan nát, nhưng mà họ đã gặp Chúa và cuộc đời đã biến đổi. Cảm ơn Chúa. Trong việc truyền giảng ở Hà Nội, chúng ta thấy quyền năng của Chúa biến đổi những cuộc đời. Ở tại Cà Mau, cuối cùng của đất nước của chúng ta, chúng ta thấy quyền năng của Đức Chúa Trời đem lại sự giải cứu, sự chữa lành. Trong khoảnh khắc rất là ngắn, có một chị này, chị chạy xuyên qua cái chỗ hàng ghế đầu của chúng tôi, chạy xuống chạm chân của chúng tôi rồi bỏ chạy. Không lúc sau làm như vậy nữa. Tôi nhìn và tôi nhớ 4 năm trước người đàn bà này đã từng bị quỷ ám, không biết gì về mình. Và Đức Chúa Trời đã giải cứu.
Và chị đã mang ơn Chúa và tôi nhớ đã làm bắt tên nước cho chị. Cho đến ngày hôm nay vẫn tỉnh táo, vẫn sống một cuộc sống hạnh phúc, giữ được cái sự tự do của mình, biết ơn Chúa. Tôi chia sẻ điều này để khích lệ anh chị em, các bạn hữu của chúng tôi. Đừng tự giải quyết, đừng cố gắng che giấu, hãy đến với Chúa. Công việc của chúng ta là hãy mời con trẻ đã sanh cho chúng ta và một con trai đã ban cho chúng ta. Đức Giê-xu, con trai của Đức Chúa Trời, đã được ban cho. Và Ngài đến để đem sự cứu rỗi của Ngài đến cho chúng ta. Ngài đến để đến cho chúng ta giải pháp cho tất cả những nan đề trong đời sống của chúng ta. Từ hướng đi, cho đến quyền năng, cho đến tình yêu thương và sự bình an của Ngài. Điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm đó là hãy mời Chúa bước vào cuộc đời của mình. Nếu chúng ta chỉ biết mà chúng ta tin ở trong lòng mà không công bố ra bằng miệng, bằng lời để mời Ngài vào trong cuộc đời của mình thì sẽ không có việc gì xảy ra. Nhưng khi chúng ta mở miệng mời, Chúa Ngài sẽ bước vào. Và Ngài chỉ đến bởi lời mời. He only come by invitation. Hãy mời Chúa. Chúng ta không cần phải che giấu những sự thật về chính mình. Chúa đã biết hết rồi. Nhưng Ngài yêu thương chúng ta. Đức Chúa Giê-xu đã sinh ra 2022 năm về trước là phương pháp của Đức Chúa Trời để mang sự cứu giúp mà chúng ta cần. Ngài chính là Đức Chúa Trời đấng đã lìa bỏ ngai vàng tại thiên đàng, đến mặc lấy thân xác của con người, đã đến thế gian này để Ngài có thể nắm tay chúng ta và dắt chúng ta về nhà. Cảm ơn Chúa. Hôm nay là ngày chúng ta có thể trở lại với Cha yêu thương của chúng ta. Và Ngài đang đón chào tất cả những ai muốn quay về. Cảm ơn Chúa. Anh chị em có thể hỏi Mục sư Khánh làm sao để tôi có thể mời Chúa? Tiếng Anh rất đơn giản, ABC. Admit, công nhận mình là một tội nhân. B, chúng ta tin, believe, chúng ta tin rằng Chúa Ngài đã chết để đền nợ tội cho chúng ta và Ngài đã sống lại để chúng ta có thể được sự sống đời đời. Và C, confess, là công bố ra bằng chính miệng của mình Chúa Giê-xu là cứu Chúa của con và là chủ đời sống của con. Chừng đó đủ để chúng ta được bước vào một sự sống tràn đầy phước hạnh. Và có Chúa là đấng cố vấn diệu kỳ lập tức bước vào cuộc đời của chúng ta để hướng dẫn đời sống của chúng ta kể từ ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa. Để vì sẵn sàng làm công việc đó, chúng ta sẽ có cơ hội để làm nghe trong thời giờ này. Chúng tôi sẽ mời hội thánh, hội chúng, tất cả chúng ta đều đứng lên. Và ai có quyết tâm muốn mời đấng cố vấn diệu kỳ này bước vào trong cuộc đời của chúng ta, tôi khuyến khích quý vị mạnh dạn nói với cái người ở bên cạnh của mình, là người bạn hay là người đã giới thiệu, đã mời mình đến: xin đi lên với tôi, giúp đỡ tôi, để tôi muốn làm cái quyết định quan trọng này ở trong ngày hôm nay. Tôi không thể ra về cho đến khi tôi làm quyết định này. Thì chúng tôi chào đón và sẽ giúp đỡ quý vị, đừng sợ. Ở đây là không khí của gia đình, của người nhà. Hãy đến với chúng tôi, tất cả sẽ giúp đỡ quý vị. Chúng tôi cầu nguyện cho quý vị lâu rồi. Và hôm nay là ngày mà chúng tôi rất là hân hạnh để có thể hướng dẫn quý vị tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa và chủ đời sống của mình. Còn con gái của Chúa, chúng ta đã kinh nghiệm công tác của đấng cố vấn diệu kỳ này. Hãy nói cho người khác biết, hãy giới thiệu cho người khác biết về Ngài. Để rồi trong những ngày sắp đến, chúng ta cũng có thể cùng nhau dắt đưa nhiều người đến với Chúa. Vì chúng ta mừng Ngài Chúa Giáng sinh không phải chỉ một lần một năm, mà Chúa có thể Giáng sinh vào ở trong cuộc đời của mỗi người khi họ mở lòng ra tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa đời sống. Amen. Cảm ơn Chúa. Cha kính yêu, chúng con tạ ơn Ngài vì kế hoạch đời đời của Chúa. Ngài phải có một thân thể để trả thai, để gánh thai cho tội lỗi của loài người chúng con. Và ngay khi tổ phụ loài người chúng con phạm tội, Chúa đã bày tỏ chương trình đó và Ngài đã làm ứng nghiệm để chúng con, những người cần được cứu có thể được cứu, những người cần hướng dẫn có sự cố vấn của Ngài, những người cần sự can thiệp siêu nhiên của Ngài, thì Ngài có thể bước vào như là Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con để giúp đỡ chúng con. Nhưng con cần tình yêu thương của người Cha nhân từ, Chúa là Cha đời đời của chúng con. Thì chúng con cần
sự bình an, thì Chúa là vua bình an của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Ở trong thời gian này Chúa giàu, xin ban ơn và nhìn thấy tất cả một tấm lòng biết ơn Ngài và ban phước trên mọi anh chị em chúng con. Một ngày Giáng sinh đầy ý nghĩa, một năm mới tràn đầy phước hạnh để chúng con được Chúa dẫn dắt, ban ơn thêm sức và cứu giúp chúng con khi chúng con cần. Chúng con ngợi khen Ngài. Các anh chị em là con cái của Chúa, hãy lắng lòng của mình và để ý đến những gì bốn danh xưng này của Chúa hứa đến với chúng ta, mà hết lòng cảm ơn Chúa. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.